Sáng qua, Cục Chính trị Quân khu 7 đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2019-2024. Đại hội thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 7 giai đoạn 2019-2024 đã được cấp lãnh đạo quân khu quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức đại hội trang trọng, nghiêm túc, chính quy, mẫu mực, đúng quy trình thủ tục, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thi đua cao điểm, xây dựng công trình chào mừng đại hội diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong lực lượng vũ trang quân khu. Các tập thể cá nhân được tham gia giao lưu, tuyên dương với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng đối với phong trào thi đua quyết thắng trong toàn quân và phong trào thi đua yêu nước của các địa phương. Dịp này, Cục Chính trị Quân khu 7 đã trao tặng bằng khen cho 7 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo phục vụ Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2019-2024.